Con chào thầy. Thưa thầy, con muốn hỏi rằng là mình đi xem bói có thể tin 100% không ạ? Bởi vì con thấy một số điều rất là khó có khả năng xảy ra. Về nhiều thứ thầy bói nói, con nghĩ là con sẽ không làm như vậy trong tương lai ạ. Con xin cảm ơn thầy. Ở đây các bạn, chúng ta biết rằng cái việc đi xem bói thì vốn ở trong đạo Phật là Đức Phật không chấp nhận cái việc đồng bóng bói toán. Vì vậy ở trường hợp này, một bạn sinh viên hỏi rằng đi xem bói có thể tin được 100% không, thì tôi xin trả lời rằng là không thể. Không thể, chúng ta không thể tin ma quỷ nói phần 100% được. Chắc chắn là không thể tin ma quỷ nói 100% được. Vì á, chúng ta biết rằng á, ở trong cái thế giới vô hình, các loài quỷ thần họ còn chẳng làm chủ được bản thân của họ, thì làm sao mà lời họ nói ra chúng ta có thể tin theo 100% mà được lợi ích, được an lạc được. Vậy thì chúng ta có thể tin ai 100% ở trên đời này? Tin Đức Phật. Vì sao lại tin Đức Phật? Vì sao lại tin Đức Phật 100%? Vì sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Ngài có 6 loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, thúc mệnh thông, và đặc biệt là lậu tận thông. Mà lậu tận thông chỉ có Phật với Phật mới chứng được. Hàng Bồ Tát, Bổ Sứ như Quán Âm, Thế Chí, Di Lặc, Phổ Hiền, Văn Thù, vân vân cũng chưa chứng viên mãn được. Có chứng nhưng mà chưa viên mãn. Cho nên đối với tất cả những lời Phật mà nói ra được các đệ tử là ghi lại ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận của Phật giáo, chúng ta đều có thể tin tưởng một cách tuyệt đối. Vì lời dạy đó là lời dạy của bậc đấy, đã đi trên con đường giác ngộ, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát. Cho nên những lời dạy của các ngài là những lời dạy thực tiễn, đã kinh qua sự tu hành, trải qua gì? Trải qua hằng hà sa số, a tăng kỳ kiếp của các ngài. Vì tất cả chúng sinh hành Bồ Tát đạo, vì tất cả chúng sinh mà tu hành, nay thành Phật rồi thì lời dạy của ngài là cũng vì tất cả chúng sinh mà muốn độ thoát, hướng cho chúng sinh đến con đường giải thoát giác ngộ, chứ không có muốn cho chúng sinh đi vào con đường gì, con đường mê mờ, trầm luân sinh tử luân hồi khổ đau cả. Nhưng còn các bà đồng bà cốt thì thường thường chúng ta đi xem bói. Các cụ ngày xưa nói đi bói ra ma, quét nhà ra rác. Đã đi bói là có vấn đề. Ai đi bói thì bà đồng bà cốt cũng nói là có ma có quỷ. Rồi người thì bảo là phải trình đồng mở phủ, người thì bảo rằng là phải làm một cái lễ tiễn căn cầu an, người thì bảo rằng phải làm cái lễ trả nợ tào quan, người thì bảo cái lễ là gì, phải trả nợ âm tiền duyên di căn hoán số, hoặc là vân vân. Có rất nhiều những cái cách để cho gì, cho người ta bảo mình phải làm lễ, phải thế này thế khác. Nhưng mà mỗi khi làm lễ như vậy thì tất cả các thầy đồng bóng đều bảo chúng ta phải sát sinh hại vật, tức là giết gà mua thịt để cúng bái quỷ thần thì mới được quỷ thần bảo hộ cho gia đình và bản thân của chúng ta thì mới được an lạc. Nhưng đối với Đức Phật nói là gì? Khi mà cúng bái quỷ thần bằng xương máu của chúng sinh như vậy, tức là phải sát sinh hại vật như vậy để lấy cái đồ đó để cúng bái quỷ thần đó, thì chúng ta thấy bị tổn phúc. Kinh Địa Tạng nói là, Kinh Địa Tạng nói rõ rồi, người mà gì sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần thì không có một chút phúc nào, lại còn ngược lại là còn gì, còn rước họa vào thân đó. Cho nên đối với Phật tử này, bạn sinh viên này hỏi là lời xem bói, đi xem bói, cái lời xem bói có nên tin 100% không, thầy khẳng định với bạn này là không nên tin 100%, mà hãy tin vào chính mình 100% thì sẽ tốt hơn. Mà mình cảm thấy mình chưa đủ trí tuệ, chưa đủ đạo hạnh để tin vào mình 100% thì
hãy tin Đức Phật 100%. Vì trên đời này chỉ có Đức Phật mới là đấng gì? Toàn năng, toàn giác, toàn trí, toàn tài. Ngài mới là bậc minh sư, giác ngộ, dẫn dắt cho chúng ta trên bước đường học Phật, trên bước đường cầu đạo giải thoát, trên bước đường tu nhân tích đức, trên bước đường làm chủ chính bản thân mình. Có lời chia sẻ về câu hỏi của một bạn sinh viên như vậy. Tiếp theo là câu hỏi một bạn sinh viên nữa. Bạn hỏi rằng, con chào thầy, con xin phép thầy cho con hỏi một vấn đề về gia đình ạ. Mẹ con làm nghề bán gà, không thể tránh khỏi sát sinh vì là nghề kiếm sống, không thể từ bỏ vì nhiều lý do. Con xin thầy cho con lời khuyên, chỉ giúp con cách để có thể giảm bớt tội nghiệp mà mẹ con phạm phải ạ. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi của một bạn sinh viên tham dự khóa tu hôm rồi. Bạn nói rằng mẹ của bạn làm nghề bán thịt gà, nhưng mà đây là cái nghề mưu sinh của gia đình bởi nhiều lý do. Trong đó mình phải nói thì chắc chắn là lý do về kinh tế. Vì ổn định kinh tế gia đình, đặc biệt là gì? Nuôi các con ăn học. Cha mẹ chúng ta sẵn sàng làm tất cả các công việc, mặc dù biết có thể việc đó là việc gì? Việc có lỗi với gì? Với các loại chúng sinh khác, thậm chí là gì? Kết oán với các loại chúng sinh khác, như là nghề gì? Sát sinh hại vật. Nhưng mà vì con cái, cha mẹ gì? Vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con cái được ăn được học, để cho con cái gì? Không bằng chúng bằng bạn, nhưng mà nó cũng không gì, không quá kém chúng bạn quá. Thì đấy là gì? Đấy là cái tình của cha mẹ dành gì? Dành cho con cái. Bạn hỏi vậy thì bây giờ cái nghề đó thì bằng nhiều lý do bây giờ không thể bỏ, nhưng mà xin thầy để cho lời khuyên để giúp cho gì? Cho mẹ giảm bớt những cái tội khổ về sau này, cái nghiệp báo về sau này. Thì cái thứ nhất là một người con muốn báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cao hơn núi Thái, rộng hơn biển sâu của cha mẹ, thì bạn phải là người gì? Người con hiếu thảo, chân thành, chính trực. Phải đặt vấn đề gì? Hiếu thảo và đặt vấn đề học tập lên hàng đầu khi mà bạn còn đang gì? Đang ngồi trên ghế nhà trường làm một sinh viên. Nhớ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của mẹ, nhớ đến hàng ngày mẹ vẫn vì mình mà gì? Mà làm những việc gọi là trái với luân thường đạo lý của nhà Phật. Còn ở thế gian thì họ cho cái việc đó là việc bình thường, nhưng mà với nhà Phật á, thì Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngài nói rằng gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên đối với một đệ tử của Đức Phật, dù tại gia xuất gia, việc sát sinh hại vật đó chính là việc gì? Giết một vị thật vật tương lai. Tội lỗi đó không sao mà dùng lời nói có thể diễn tả hết được. Có cái là quả báo. Hôm nay chúng ta chưa thấy gì, nó chín, chúng ta chưa biết sợ, và chúng ta cứ nghĩ rằng á, nó không có quả báo ấy. Mới sáng hôm nay, sáng sớm hôm nay, tôi xem một cái clip về ở trong miền Nam, có về một anh chuyên làm nghề gì? Thịt chó. Chuyên giết chó, thịt chó để bán cho các quán hàng, bán cho các quán phở, rồi bán cho các quán nhậu. Anh ta làm được một thời gian cũng khá dài. Thì một hôm ấy, anh ta vừa giết một con chó xong thì anh ta kiểu như bị trúng gió, và anh ta, mọi người thấy anh ta là gì? Nằm lăn ra trên đất. Rồi được một chốc ấy, thì anh ta bắt đầu lăn lộn ra chưa hết, anh ta bắt đầu là gì? Sủa ra tiếng chó. Thấy người đến một cái, anh ta sủa ra tiếng chó. Và một điều quan trọng nữa, nhìn anh ta gì? Lúc đó thì nghe lạ như vậy, hàng xóm đến thăm, nghe cái tin lạ như vậy, một anh đồ tể chuyên giết chó nay tự nhiên bị ngã lăn ra đất kiểu như là bị trúng gió thì lại sủa ra tiếng chó. Mọi người thấy lạ đến xem. Anh ta thấy càng đông người đến thì anh ta càng chui vào trong gầm giường, đúng như kiểu là gì? Đúng giống như kiểu chó
thấy người đến đông một cái thì sợ người sủa, nhưng mà chui vào gầm giường. Anh ta chui vào gầm giường thì vừa chui gì vừa sủa. Tôi xem cái clip thế là anh ta, thì vì anh ta to lớn quá, chỉ chui được mỗi một nửa phần người vào trong, còn từ cái phần lưng trở ra nó vướng cái giường, nó không thể vào được. Và càng nghe người ta đến nhiều, anh ta càng rúc vào và càng sủa to hơn. Và đặc biệt là gì, cái đôi mắt, cái người quay phim ấy, chắc là dùng cái máy quay, dùng bằng máy điện thoại để quay, hoặc là máy iPad để quay, cho nên là lắm khi là hình nó cũng giật và nó không được rõ lắm. Nhưng mà thấy, vẫn thấy rõ, rõ rõ ràng là gì, hai cái ánh mắt của anh ta lúc đó nó sáng lên như ánh mắt của con chó ở trong đêm tối vậy. Vì khi nó quay vào trong cái gầm giường thì nó hơi tối tối một chút, không nhìn thấy rõ mặt của anh ta, chỉ nhìn thấy rõ gì, hai con mắt xanh lè và sáng quắc như như con mắt chó ở trong trong đêm vậy. Và mọi người ấy, mọi người chung quanh họ còn nói rằng á, đấy đấy, tiếng của họ nói chung quanh, tiếng này ở trong miền Nam, họ nói đấy đấy, mắt thấy chưa, đôi mắt đúng như mắt chó, không sai một chút nào. Mà tiếng sủa thì giống tiếng chó hệt 100% rồi. Đấy gọi là quả báo nhãn tiền. Trong kinh Phật gọi là nhân quả rõ ràng, hay mình còn gọi là quả báo nhãn tiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là quả báo đến sớm vậy, ngay kiếp này vậy, không cần phải đợi đến kiếp sau, cũng chẳng cần phải đợi đến chết đi mới vào địa ngục thọ báo, hay là chết đi làm thân gì, thân chó để cho gì, cho người ta giết trở lại. Mà đấy gọi là quả báo nhãn tiền, tức là quả báo ngay trước mắt, nhân quả rõ ràng, không có phải đi tìm ở đâu xa. Phật tử này, bạn sinh viên này, có thể nếu chưa tin thì tìm ở trên cái trang Facebook của nhà chùa, các vị ấy cho đăng lên ở đó, xem và đưa cho mẹ xem. Mà nếu mà mẹ mà xem được, mà nếu mà khuyên mẹ được chuyển cái nghề khác sớm càng tốt, mà vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình, vẫn đảm bảo gì, để cho bé đi ăn học, cho các con đi ăn học, đó ví dụ như buôn bán hoa quả, hoặc là hàng khô, bánh kẹo vân vân. Những người buôn bán hoa chuyển, buôn bán hoa quả, hàng khô, bánh kẹo hay quần áo vẫn sống mà. Họ vẫn sống đó. Họ vẫn sống. Nhưng có cái gì, có thể là nó kiếm tiền, nó gì, nó vất vả hơn một chút, đó phải làm cả ngày. Còn cái này thì dậy sáng, cắt tiết mấy con gà đem giao cho mấy hàng phở là gì, có đôi trăm nghìn hoặc vài ba trăm nghìn rồi, nó nhàn hơn. Nhưng mà tạo nghiệp rất khủng khiếp. Cách đây năm 2010, cuối 15 sang đầu 16, thầy có nghe câu chuyện các Phật tử ở thị xã Sơn Tây nói rằng có cái bà bạn ở nhà hàng xóm của một Phật tử, có bà bạn hàng xóm. Bình thường thì ngày xưa thì thỉnh thoảng một ngày rằm bà cũng hay đi chùa gần nhà. Nhưng mà khi cái nhà bà bên cạnh, nhà cái cô bên cạnh, bà là cũng là chuyên là buôn gà, nhưng mà không giết, buôn thôi, đi mua lẻ trong dân về, bắt đầu là lại đổ đi cho những quán hàng, quán ăn, và bán ra chợ, và lại đi buôn gà. Thế bà này thì khi mà rỗi rãi thì sang nhà cô ấy chơi. Cô ấy trước đây có cái người giúp việc chuyên hay làm cái việc đó, nhưng cô ấy thì bỏ về, cô không làm nữa, cô bỏ về. Thế bắt đầu cái cô hàng xóm kia bảo cái bà cụ này là thôi bây giờ cụ cũng còn khỏe, chơi không làm gì, để giúp việc cho cháu thì mỗi ngày cháu giảm 100 nghìn. Thế bà cụ nghe cũng vui vui. Thế đi chơi đi buôn dê lê lắm thì nó cũng chán. Mà bạn mình thì mấy bạn là đi vào chùa tu hết rồi, giờ ở nhà mình cũng chán, mà đi chùa thì mình cũng không thấy, cảm thấy không có duyên, cho nên lại cũng không muốn đi chùa để tu với các bạn. Thế là ở nhà, sang nhà hàng xóm. Ngày ngày làm cái gì? Ngày ngày chỉ có việc là gì? Nhồi bánh đúc vào trong trong bụng con gà. Nó không muốn ăn đó, thì cũng há mồm nó ra, cậy miệng nó ra và nhồi cho thật đầy vào. Bình thường là mỗi con gà như vậy nó được 3 cân, thì nhồi khoảng độ 3 hoặc 5 lạng bánh đúc vào cho nó đầy cái niều nó ra, đầy cái niều con gà ra, và bắt nó phải nuốt đến mấy lạng bánh đúc vào như vậy. Và sau đó thì đem đi bán. Cứ như thế 5-6 tháng trời. Và một hôm bà ấy thấy mình khó chịu và đi khám, phát hiện ra mình bị ung thư gì? Ung thư cổ. Bà hàng ngày, có mấy tháng trời hàng ngày, bắt những con gà tội nghiệp kia, cậy miệng nó ra và đút bánh đúc vào trong miệng nó, đút bánh đúc, bánh phở vào trong miệng nó, bắt nó gì? Phải ăn, không ăn cũng phải ăn. Mà ăn cho tặc lên đầy, đầy tới cổ thì mới thôi. Tức là mỗi con bình thường nó phải được ít nhất là 3 đến 5 lạng nữa. Mà mỗi ngày gì? Được có 100 nghìn. Một tháng 30 ngày, tôi cứ cho làm hết cả 30 ngày, được 3 triệu bạc. 6 tháng, được bao nhiêu triệu?
36, 18 được 18 triệu đồng mà tạo tội không biết bao nhiêu. Và 3 tháng ấy, 6 tháng ấy, 18 triệu ấy không bỏ để cho bà gì, đi khám bệnh viện và mua một lần mua thuốc. 18 triệu đồng. Mà bị cái quả báo là nhãn tiền đó là bị bệnh ung thư cổ. Khi mà bà ấy bị như vậy, phát hiện ra như vậy thì bà bắt đầu đi thuốc thang rồi, nhưng mà cũng không ổn. Càng thuốc vào bao nhiêu thì nó càng phát nhanh dữ bấy nhiêu. Mà nó phát đến cái khi mà cái ung thư ở nơi cổ họng của bà, vòm họng của bà, nó phát ra đến nỗi là gì? Không ăn được nữa. Không thể ăn được cơm. Nấu cháo, cháo cũng chẳng thể ăn được. Vì sao? Vì đau. Và bà ấy rên la suốt ngày. Rồi mấy bà bạn mà ngày xưa chơi với bà mà hay vào đây tu tụng kinh Địa Tạng đó, về mới nói với bà là thôi, đây chắc đúng là cái nghiệp báo của bà. Bà thôi hoan hỉ, rồi niệm Phật đi. Bà bảo là đau thế này niệm làm sao được. Đau lắm, không thể nào mà niệm được. Thế các Phật tử ấy khuyên là thôi, bà nghe tôi, bà thì bà cứ niệm thầy nói rằng á, có người nào mà mắc vào cái tội báo khổ mà niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng được á, thì tiêu trừ nghiệp trước. Mà chúng tôi cũng đi chợ niệm cho một số ca, họ đau đớn là gì? Lăn lộn, nhưng mà chúng tôi đến tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật cho họ, họ bớt đau, thậm chí có người không còn đau nữa. Và bà cũng nên nghe thầy và nghe chúng tôi mà niệm. Thì lúc đầu bà bảo đau không niệm được, nhưng là do cái sự động viên của các Phật tử á, thì bà cố gắng bà niệm thầm ở trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bà nhất tâm mà niệm như vậy thì một tuần sau, hơn tuần sau, bà thấy là bớt đau hơn và uống được cháo loãng. Và cứ niệm như vậy thì khoảng độ một tháng sau thì bà bớt hơn, nhưng mà vẫn phải ăn cháo. Nhưng trước khi ra đi, bà gần như không bị đau nữa, tức là bà vẫn chết. Bà đau và vẫn chết, ca đấy không khỏi, vẫn chết. Nhưng mà trước khi chết á, bà vẫn tỉnh táo, vẫn niệm Phật được cho đến giây phút cuối. Đó cũng là một cái duyên lành để trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà có gì, có thể sám hối ăn năn trước Phật, trước Bồ Tát, với trước những gì, trước những cái thần thức của những con gà mà tội nghiệp kia, oan ức kia, thù hận bà kia. Đó, cho nên ở trường hợp này thì thầy cũng khuyên bé này, vừa là thứ nhất là bé này phải chăm chỉ học hành, trở thành một đứa con ngoan trò giỏi, để mong rằng mình học ra trường, mình xin vào các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp sớm có công ăn việc làm, để lo cái phần vấn đề kinh tế, ổn định kinh tế cho gia đình. Nếu mà còn các em đi học thì mình có thể gì, chưa vội lập gia đình mà ở nán lại mấy năm để gì, thay mẹ, giúp mẹ nuôi cho các em nó ăn học. Mình phải hy sinh bản thân mình như thế một chút, chứ không có mới học xong một cái lại lo lập gia đình, tức là lại lo lập gia đình, có gia đình riêng thì mình lại lo cho cái mái ấm gia đình của mình, cũng chẳng giúp được mẹ cái gì cả, chẳng giúp được gia đình cái gì cả. Như thế thì cũng chưa phải là người con hiếu thảo, người con biết nghĩ về gì? Về cha mẹ. Cho nên vì sao thầy nói về trường hợp này, thầy thì khuyên như vậy, thì bạn có ở lại làm kinh tế để giúp mẹ thì mới có thể khuyên mẹ bỏ cái nghề sát sinh để làm cái nghề khác, nó có thể kiếm được ít tiền hơn một chút, vất vả hơn một chút, nhưng mà điều quan trọng là nó không đem cái quả báo xấu ác đến gì, đến cho mẹ bạn và gia đình bạn về sau này. Cho nên với bạn sinh viên này, thầy có lời khuyên như vậy. Và thêm một chút nữa là bạn này cũng nên đọc tụng kinh Địa Tạng hàng ngày, ngày được một hai thời, kể cả bạn làm sinh viên bạn vẫn đọc được, đọc tại bàn làm việc của bạn, bàn học của bạn như thế này. Nhưng ở trong phòng ký túc xá các bạn đông thì bạn chỉ đọc nhẹ nhàng như mình đọc sách thôi, chứ đừng có đọc to lên thì như ở trên chùa lại gào thật to lên, như vậy thì các bạn lại không ngủ được, hoặc các bạn không học được, các bạn không hoan hỉ. Đó, đấy là cái việc tế nhị, đối nhân xử thế với nhau ngay ở trong gì, ở trong ký túc xá của mình, trong nhà trọ của mình vậy. Đó, với bạn thì có lời khuyên như vậy. Còn một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con luôn bị phân tâm trong tất cả các việc mà con làm. Ngay trong không gian yên tĩnh của nhà chùa, con luôn bị nhiều suy nghĩ chi phối, không thể nhất tâm được. Con muốn xin thầy một lời khuyên làm thế nào để con có thể tĩnh tâm được ạ? Cái này thì bạn phải tập thôi. Bạn biết không, không có một đứa trẻ nào sinh ra mà gì,
từ loạt lòng mẹ ra mà tự mình bước đi, tự mình cầm thìa cầm đũa để gì, để xúc cơm hay để gì, để ăn cơm. Không thể có đứa trẻ nào mới sinh ra đã tự biết đi rót nước để lấy nước để uống đấy. Tất cả đều phải gì, có sự tập. Và có sự, đứa trẻ mới sinh ra chúng ta tập, cái tập đầu tiên là gì, là tập bú. Tập bú, rồi cái thứ hai là gì, là tập uống nước. Thứ ba là tập gì, tập bò. Rồi mới tập đứng, tập đầu tiên là tập lẫy đó. Tập lẫy xong đến mới tập bò, rồi mới lấy đến lò dò là gì, tập đi đó. Tập đi xong rồi lớn lên thì còn phải gì, tập ăn, tập nói, tập học, vân vân. Rồi tập sống, tập ứng xử. Cho nên tất cả mọi cái đều phải có sự gì? Có sự tập trung, có sự rèn luyện thì mới gì, mới thành tựu được. Và bạn nói rằng á, cái tâm của bạn á, rất là dao động, không yên tĩnh. Mặc dù đến cửa chùa là một nơi gì, bạn nói là mặc dù đến cửa chùa là một nơi gì, một nơi có thể là không gian yên tĩnh rồi, mà cái tâm của bạn này vẫn luôn luôn suy nghĩ và bị chi phối rất nhiều, không thể lắng tâm được. Thì cái này thì bạn xin là nên cho lời khuyên. Thì cái việc lời khuyên của thầy, cái việc đầu tiên bạn nên tập niệm Phật, tập thở. Thế nào là tập niệm Phật và tập thở? Tức là bạn hãy chú trọng hơi thở của bạn, hít vào thở ra nhẹ nhàng, bạn gì, bạn đếm 1, hít vào thở ra nhẹ nhàng, bạn đếm 2, hít vào thở ra nhẹ nhàng, bạn đếm 3, dần dần như vậy cho đến 10. Nếu mà quên lúc nào thì bạn gì, bạn bỏ đi, bạn lại đếm lại từ 1. Đây là cái phương pháp gọi là chế tâm nhất xứ, vạn sự bất biện ở trong gì, trong nhà Phật. Tức là trụ tâm vào một chỗ, vạn sự đều không có gì, không có để ý tới. Cho dù sét đánh bên tai, chúng ta cũng gì, không để ý tới. Nhưng mà tập được đến giai đoạn đó thì tất nhiên là phải gì, phải có công phu, phải có thời gian rèn luyện, khổ luyện thì mới gì, mới đạt được cảnh ở giới đó. Nhưng mà bước đầu thì bạn cứ gì, cứ tập là ngồi cho thật ngay thẳng. Như vậy ngồi ghế như thế này được, ngồi ngay thẳng như thế này được. Và bạn gì, hơi khép mắt lại một chút, bạn gì, thở. Đầu tiên bạn có thể hít vào thở ra khoảng 3 đến 5 hơi thật sâu. Hít vào thật sâu, cảm giác thấy cái hơi thở nó đi để qua hai lỗ mũi, lên trên, chán đi xeo xuống gáy và trụ ở nơi đan điền. Tức là ở dưới rốn, ban dưới rốn mình khoảng 3 đốt ngón tay nằm như thế này. Đó là nơi đan điền, trụ hơi ở đó. Và khi thở ra bạn có nhẹ nhẹ như vậy, đó. Đó, hít như thế này. Thở ra nhẹ nhẹ, như khi thở ra thì hít vào thì bạn khép môi, hít vào bằng mũi, thở ra thì nhẹ nhẹ, hơi hơi nhích cái hai cái môi ra và thở ra bằng gì, bằng môi, cái hơi thở qua hai kẽ chân răng trên và dưới và ra bằng môi nhẹ như thế này. Và như vậy là gì? Hít vào và thở ra, và bạn thì hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, khoảng độ 3 hoặc 5 hơi sâu như vậy, bắt đầu bạn thở bình thường, thở rất bình thường. Hơi bạn ngắn thì bạn thở ngắn, hơi bạn dài thì bạn thở dài, đừng có cố. Nếu bạn cố quá thì có thể thấy nhau đói, đau nhói ở nơi lồng ngực, tức là nơi tim của mình này. Tức là mình cố quá nó sẽ đau nhói nơi tim mình này. Khi đó mình phải dùng tâm để buông thư xuống, tức là thở cho nhẹ nhàng. Đừng có cố hít sâu quá, cũng đừng có cố gì, hít nhanh, hít nhẹ, hít nhanh quá. Cứ để cho nó tự nhiên. Mà thân thì ngồi thẳng lưng lên một chút, kể cả ngồi dưới ghế cũng thẳng lưng lên như vậy. Thì như vậy thở. Đấy là một phương pháp gì? Quán niệm hơi thở để buộc cái tâm viên ý mã của mình lại. Tâm viên ý mã cho Đức Phật nó là, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Tâm của bạn bây giờ giống như con khỉ, truyền thích chạy nhảy lung tung từ cảnh này sang cảnh khác. Thế nay phải dùng cái dây để buộc nó lại. Nó chạy thì chạy mệt nhoài rồi thì dần dần nó gì? Nó thấy hóa ra mình cái chạy nhảy hoài như vậy chỉ có mệt, cuối cùng chẳng làm được cái gì cả. Thôi chẳng chi chẳng bằng gì thì ngoan ngồi lại một chỗ cho đỡ mệt. Đó. Người ta dạy khỉ, dạy con khỉ biết làm xiếc. Dạy con khỉ gì? Đang thích chạy nhảy lung tung ở trên gì? Ở trên rừng, ở trên núi. Người ta bắt được nó, người ta về, người ta gì? Dạy cách như vậy. Đầu tiên là gì? Buộc nó, lấy cái dây buộc nó vào một cái gốc cây hay một cái cột gì vân vân một chỗ nào đó, cho nó chỉ chạy nhảy chán đi. Chạy dày mệt rồi mà cái thì bắt đầu thì không thể nhảy được nữa, mới đem thức ăn cho nó.
cứ dần dần như vậy. Lúc đầu thì nó gì đem thức ăn nó còn sợ, nó lại nhảy tiếp, nhưng mà vì đói quá lại lại sang ăn. Lần sau cứ dần dần quen quen rồi á, từ cái chỗ gì à, hóa ra người ta mang thức ăn cho mình chứ không phải người ta chỉ muốn giết mình. Cho nên á, dần 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 á, cái người dạy thú nó sẽ gì, sẽ tùy theo phương tiện mà dạy con khỉ đó, từ một cái con khỉ hoang không biết nghe lời, suốt ngày chạy nhảy không mấy giờ nó ở yên một chỗ, nhưng nay thì nó có thể làm xiếc gì theo gì theo sự điều hành của ông chủ nó. Đấy thì chúng ta điều tâm, Phật dạy chúng ta điều tâm mình, Phật dạy chúng ta quán tâm mình và làm chủ tâm mình cũng tương tự như vậy. Bắt đầu là từ hơi thở, tức là gì? Giống như khi một cái người lấy cái dây để buộc con khỉ lại. Và đến giai đoạn thứ hai, bạn có thể kết hợp giữa hơi thở và niệm gì, niệm Phật hoặc là niệm danh hiệu Bồ Tát, tùy theo bạn thích. Nhưng mà thường á, thì mình niệm Phật thì sẽ thuần hơn. Ví dụ như hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, hít vào thở ra niệm A, hít vào thở ra niệm Di, hít vào thở ra niệm Đà, hít vào thở ra niệm Phật. Như vậy là vừa có công đức niệm Phật, vừa có công đức gì, có công đức là trụ tâm ở trong gì, an định ở trong gì, trong câu Phật hiệu. Đây là một phương pháp khiến cho gì, mình trụ được tâm ở trong trong chính mình, khiến cho dần dần đó, tâm của bạn không bị lăng xăng chạy nhảy hết chỗ này sang chỗ khác nữa, mà khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ được hạnh phúc hơn, bình thản hơn, bình an hơn, và trí tuệ của bạn cũng sẽ gì, sẽ thấy phát triển hơn. Vì Đức Phật nói gì, tâm định thì trí tuệ sẽ gì, sẽ sinh ra. Vạn pháp đều do tâm. Vì sao chúng ta học mãi mà nó chẳng vào? Vì tâm loạn vậy. Nay tâm định, bạn có thể gì, trước đây bạn học một cái bài đề thi có thể là mất 3 tiếng đồng hồ mới thuộc. Do sao? Do tâm không an định. Nhưng nay tâm bạn an định chỉ cần 10-15 phút bạn thuộc một đề thi của bạn. Đấy là cái kết quả, cái lợi ích của việc gì, an tâm. Lợi ích của việc gì, định tâm, đem lại cống hiến cho gì, cho chúng sinh ở trên nhân gian này vậy. Vì vậy mà Phật Pháp mới trường tồn trên 2.500 năm nay. Người đời vẫn tin, người đời vẫn gì, vẫn sử dụng, và chắc chắn rằng lời dạy của Đức Phật không bao giờ lỗi thời, cho dù khoa học có phát triển đến đâu, vì Phật Pháp là thầy của tất cả các môn khoa học vậy. Một câu hỏi nữa, xin chuyển sang câu hỏi của Phật tử. Chúng ta giảng xen kẽ ba câu của Phật tử thì lại ba câu các bạn sinh viên. Một Phật tử nữa hỏi, đây là thay mặt cho đạo tràng để xin hỏi, các Phật tử trong đạo tràng xin hỏi. Một đạo tràng có một số câu hỏi qua em Mai như sau. Câu 1, xin Thầy giảng về việc hành trì địa tạng chiêm sát sám hối, ý nghĩa như thế nào ạ? Việc hành trì địa tạng chiêm sát sám hối. Cái này Pháp Sư Định Hoằng là đệ tử Thọ Pháp, không phải là đệ tử Thế Pháp xuất gia nhé, đệ tử Thọ Pháp của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới. Pháp Sư Định Hoằng sau khi được trưởng lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không cho y và một vị hòa thượng ở bên Hồng Kông cho xuất gia làm đệ tử của vị hòa thượng đó, và thọ pháp nơi trưởng lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, thì sau một thời gian tu học với Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Pháp Sư Định Hoằng là người gì, cực lực truyền bá cái phương pháp gọi là địa tạng chiêm sát sám hối này. Thì cái phương pháp địa tạng chiêm sát sám hối tôi cũng đã xem qua rồi. Tức là phương pháp gì? Trì tụng và đỉnh lễ danh hiệu của 88 vị Phật cũng như là các vị Bồ Tát ở trong đó. Phương pháp này cũng rất là tốt, cũng rất là tốt. Đây là cũng là chính pháp trong chính pháp của nhà Phật. Không, chúng ta không phải nghi ngờ. Nếu quý Phật tử ở đạo tràng nào mà chúng ta hành trì cái phương pháp địa tạng chiêm sát sám nghi này mà chúng ta thấy an lạc,
thì hoan hỷ, thì chúng ta cứ thực hành thôi, không sao. Vì là chính pháp thì đều có thể sử dụng được. Giống như chúng ta gì, đi vào nội đô, đi vào trung tâm thành phố Hà Nội, nếu ở từ phía Tây Hà Nội, chúng ta có thể đi theo đường gì, đi theo đường 32 đi xuống để vào thành phố Hà Nội, hoặc có thể chúng ta đi theo đường gì, đường Láng Hòa Lạc vào thành phố Hà Nội, hoặc có thể chúng ta đi xuống một chút, đi theo đường gì, đi theo đường từ Xuân Mai đi ra Chương Mỹ, rồi đi ra Ba La Bông Đỏ, và chúng ta đi vào Hà Đông cũng đi vào Hà Nội được. Hoặc chúng ta đi vòng một chút sang bên, sang bên qua cầu Vĩnh Thịnh, chúng ta sang bên Vĩnh Phúc, và chúng ta gì, đi xuống một chút vào mạn Đông Anh Gia Lâm, chúng ta cũng gì, cũng vào Hà Nội được. Ở phía Đông, phía Tây và phía Nam cũng vậy, có rất nhiều để vào gì, vào thủ đô Hà Nội. Cho nên điều quan trọng nhất đối với chúng ta, chúng ta tu tập phương pháp nào mà thấy tâm chúng ta an, trí chúng ta khai mở, chứ là trí tuệ chúng ta khai mở, và tham sân si, tập khí xấu ác, gốc rễ đó ở trong gì, trong A Lại Gia thức chúng ta, trong tàng thức chúng ta, dần dần nó được gì, được tiêu trừ, nhường chỗ cho lòng từ bi hỷ xả. Ngu si thì nhường chỗ cho trí tuệ, nóng giận thì nhường chỗ cho từ bi. Hả? Sân giận tức là nóng giận đó. Tham lam thì nhường chỗ cho sự vị tha, bác ái, vân vân, gọi là hỷ xả đó. Vì vậy mà ở đây cái vấn đề mà tu tập này thì quan điểm của chúng tôi á thì có hơi khác với Hòa Thượng Tịnh Không một chút. Vì sao mà hơi khác? Chúng tôi vẫn lấy việc gì, niệm Phật cầu sinh tịnh độ là nền tảng, là căn bản, là cái đích đến cuối cùng. Nhưng chúng tôi không chủ trương là gì, nhất bộ kinh, nhất câu Phật hiệu. Vì sao? Vì nếu chúng tôi chủ trương nhất bộ kinh, tức là tụng kinh theo một bộ kinh Vô Lượng Thọ như Hòa Thượng Tịnh Không á giảng á, thì ở Việt Nam chúng ta rất khó để thu phục lòng người, rất khó để nhiếp chúng, và đặc biệt là rất khó để có thể chúng ta yên tâm để hành đạo ở trong gì, trong đất nước Việt Nam này. Vì chúng ta phải hiểu rằng mỗi quốc độ có một cái nền văn hóa, văn minh và những cái lối sống gì khác nhau. Đó. Khác nhau thì đến rất nhiều, khác nhau đến chúng ta không thể tưởng tượng được. Đó. Nhưng chúng ta biết là Hòa Thượng Thường Tịnh Hạ Không mới cũng chỉ có hơn chục năm nay Ngài mới chuyên nhất một bộ kinh. Còn trước đó chúng ta biết thì Ngài cũng giảng và thực hành theo rất nhiều bộ kinh, kể cả kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và nhiều các kinh sách khác nữa. Và ngày trước Ngài giảng kinh Địa Tạng, kể cả bây giờ Ngài nói rằng bất cứ ở nơi đâu Ngài xây dựng đạo tràng, Ngài đều đem bộ kinh Địa Tạng để gì? Để thọ trì đọc tụng và giảng giải một lần. Khi Ngài xây bất cứ một đạo tràng ở nơi nào thì ít nhất Ngài cũng phải gì? Cho thọ trì đọc tụng và giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, để gì? Để an ủi thổ địa long thần ở nơi đó, và để cầu sự gì, gia hộ của các vị hộ pháp thiện thần, thần kỳ thổ địa chúa đất ở khu vực đó, ủng hộ cho việc gì, việc hoằng pháp của Ngài ở khu vực đó. Đó, chúng ta cứ xem lại cái bài giảng đầu tiên Ngài giảng về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta sẽ rõ điều đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng á, quan điểm của chúng tôi hơi khác với Hòa Thượng một chút, đó là không dùng một bộ kinh, một câu Phật hiệu duy nhất để hành đạo và hoằng pháp ở tại đất nước Việt Nam này, mà chúng tôi có thể dùng khá nhiều phương tiện. Ví dụ như là dùng, hiện tại chúng tôi đang dùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, danh hiệu Bồ Tát Thế Chí, danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, để dẫn dắt cho gì, cho hàng Phật tử, cho bà con nhân dân thiện nam tín nữ hành đạo. Và qua 2-3 năm vừa qua, có rất nhiều Phật tử và thiện nam tín nữ cũng như bà con nhân dân, họ thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, họ giải quyết được rất rất nhiều những gì, những mâu mắc, những khổ đau, và
những cái việc mà ở trên cuộc đời này họ thấy gì? Thấy là bế tắc. Thì khi đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, họ đều vượt qua được tất cả những cái đó. Và họ tin vào Phật. Họ vượt qua được thì họ liền tin vào Phật. Điều quan trọng là gì? Đức Phật nói với chúng sinh chúng ta, điều quan trọng là gì? Chúng sinh tin Phật. Một vị hành giả, một vị xuất gia, anh Hoằng Pháp nào gì, anh Hoằng Bộ Kinh nào, đối với Đức Phật không quan trọng. Điều quan trọng là gì? Chúng sinh có thể nương vào bộ kinh đó mà hiểu Phật và tin Phật, và họ tu theo gì? Tu theo Phật. Và họ được gì? Được lợi ích do sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Bản thân họ được lợi ích, họ tin Phật. Đó là cái đích cuối cùng của chúng ta. Nay họ hiểu Phật, họ tin Phật và họ tu theo Phật, thì một ngày nào đó nhân duyên lành hội đủ, quả lành gì chín mùi, họ được gì? Được về với Phật. Đó là cái điều quan trọng số 1 đối với hành giả và đối với tăng ni Phật tử tu tập của chúng ta. Vì vậy mà Phật tử hỏi là về việc hành trì địa tạng chiêm sát sám hối hay là hành trì địa tạng chiêm sát sám nghi đó, cái đó đều tốt cả. Các Phật tử chúng ta nếu thấy hoan hỷ an lạc, chúng ta đều có thể thực hành. Nhưng còn đạo tràng chúng tôi bây giờ hiện tại, chúng tôi chỉ đang khuyến khích tăng ni Phật tử tụng kinh địa tạng mỗi ngày ít nhất là được một quyển thượng, hoặc quyển trung hoặc quyển hạ. Còn nếu mà trọn vẹn đó, thì mỗi ngày được cả ba quyển thượng trung hạ, tức là chọn một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng một ngày để gieo duyên với tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới. Đặc biệt là gì? Tri ân báo ân công đức sinh thành của ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, thác rồi thì sẽ sớm được thoát hóa đầu thai về cảnh giới nhân thiên, về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, để được gì? Vĩnh viễn, sớm vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, sớm viên mãn tốc chứng quả vị vô thượng Bồ Đề để rộng độ chúng sinh. Thì đó là chúng tôi hiện tại đang khuyên các Phật tử và tăng ni ở chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Hoàng Tân và chùa Văn Lai, tất cả những ngôi chùa tôi trụ trì bây giờ, tôi phụ trách bây giờ, đều thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng cả. Còn tất cả các pháp khác, có rất nhiều các pháp tu khác, chúng tôi chỉ thẹn rằng mình không đủ trí tuệ, không đủ sức khỏe và không đủ công đức để mà gì mà giảng cũng như là thọ trì đọc tụng được hết mà thôi. Vì kinh Phật đã gọi là kinh Phật thì kinh nào cũng quý, nhưng tùy theo căn bệnh của chúng sinh mà chúng ta gì bốc thuốc. Giống như người thầy thuốc giỏi ấy, thì phải tùy theo căn bệnh chúng sinh mà bốc thuốc. Thì chúng tôi thì chưa phải là một bác sĩ giỏi, nhưng mà cũng có thể là thấy bệnh chúng sinh, biết được thì nghĩ làm sao để bốc cho họ những cái gì, cái thuốc phù hợp nhất để cho họ nhanh khỏi bệnh nhất. Thì cho nên chúng tôi thì khuyên là đạo tràng chúng tôi là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Còn tất cả những pháp khác sau này chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và giảng dạy cũng như truyền bá trong thời gian tới sau. Đạo tràng hỏi câu thứ hai, xin thầy cho biết kinh Phật có khi nào quy định loại hoa nào được cúng Phật và gia tiên không? Loại hoa nào không được cúng Phật không? Vì khi xem trên mạng, con thấy báo họ viết hoa dùng tặng cho tình yêu nam nữ thì không được dùng để cúng. Rồi có nhà đi xem bói, thanh đồng họ bảo chỉ được cúng mỗi loại hoa hồng thôi. Thế là cứ thế, theo không dám dâng các loại hoa khác lên cúng. Đó. Đạo tràng Phật tử này hỏi là câu thứ hai, nói rằng là trong kinh Phật có chỗ nào quy định phải cúng Phật loại hoa gì không? Tôi khẳng định là không. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và 11 năm nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi chưa đọc thấy bộ kinh nào Đức Phật quy định là gì? Là đối với Phật phải cúng bông loài hoa nào và loài hoa nào không được cúng. Xin thưa các quý vị, khi Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nhà nghèo. Anh chàng rất kính Phật, nhưng mà anh chàng thuộc cái dòng dõi Thủ Đà La. Anh ta nghĩ rằng mình không được đến gần Đức Thế Tôn. Vực Đế Thế Tôn là bậc gì? Là bậc chân quý ở thế gian. Ở thế gian thì ngài là gì? Dòng dõi Sát Đế Lợi. Mà xuất gia thành Phật thì ngài còn trên cả dòng dõi Bà La Môn. Cho nên
ta không dám đến gần Ngài. Vì vậy mà nhiều ngày, cái vị thanh niên nghèo dòng dõi Thủ Đà La đó cứ đứng ở trong một nơi ẩn, một nơi rất khuất, khá khá xa để nhìn Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực qua. Anh ta bao giờ thấy Đức Phật đi ngang qua, anh ta cũng quỳ gối xuống và anh ta cố giấu để cho Đức Phật và Chư Tăng không nhìn thấy. Trải qua một thời gian khá dài như vậy, anh ta cứ làm như thế. Một hôm, Ngài thấy là Đức Phật đi vào chính làng của cái anh chàng thanh niên đó, xin lỗi, anh chàng thanh niên đó nhìn thấy Đức Phật và Chúng Tăng vào ngôi làng của anh ta để khất thực. Bây giờ thì anh ta đang có công việc đi ở trên cái đoạn đường ra đầu làng đó, và anh ta bất chợt mãi đi vừa vui vừa hát, vì nghĩ tới hôm trước anh ta nhìn thấy Phật, anh ta vẫn đang tưởng tượng rằng nếu như mình có đủ phúc duyên như là những người dân ở trong làng kia, được dâng lên Đức Phật bát cơm, được dâng lên Đức Phật đức đồ ăn như thức uống, và quỳ dưới chân Ngài, được đỉnh lễ dưới chân Ngài, và được lễ và được hôn lên đôi bàn chân của Ngài thì tốt biết bao. Anh ta nghĩ như vậy, và anh ta mải mê nghĩ như vậy, anh ta cứ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa hát. Bất chợt anh ta ngẩng đầu lên, trước mặt anh ta là Đức Phật và 1250 vị đại đệ tử đang tiến gần tới anh ta, chỉ còn cách khoảng độ 15-20 bước chân. Đức Phật nhìn thấy anh ta Đức Phật mỉm cười một cách rất là tươi. Anh ta nhìn thấy như vậy, anh ta định chạy trốn, nhưng mà khi đó anh ta nghĩ là chạy trốn bằng cái không biết bằng cái nhân duyên nào đó anh ta định chạy trốn, nhưng mà anh ta không chạy trốn nữa. Anh ta liền là nhìn sang bên ngay bên rìa của mình, anh ta nghĩ ngay là mình phải có một cái gì cúng dường Đức Phật. Đây là cơ hội số một duy nhất của ta, vì chung quanh đây không có bà la môn nào, không có vị sát đế lợi nào, không có dòng dõi phệ xá nào nhìn thấy ta, cho nên chỉ có Đức Thế Tôn và Chúng Tăng và ta mà thôi. Và anh ta liền là bước sang ở bên vệ đường 2-3 bước, và anh ta hái một cái nắm hoa, gọi là hoa cỏ dại ở ven đường. Mình có thể gọi là hoa cất chó ở dòng đường đó. Có thể nói như thế, nó cái hoa cỏ dại ở dòng đường. Và anh ta cầm lên một nắm hoa như vậy, anh ta liền vội quay lại giữa đường và quỳ xuống, thì Đức Phật cũng vừa bước tới nơi anh ta. Anh ta không dám ngẩng mặt lên, đem dâng hai tay lên Đức Phật như thế này, và Đức Phật từ từ nhận lấy và ôn tồn hỏi anh ta, rồi nhận lấy Đức Phật còn cảm ơn và ôn tồn hỏi anh ta đi đâu, có chuyện gì mà vui thế, vân vân chẳng hạn. Anh ta nghe Đức Phật nói như vậy không tin vào tai mình nữa, nhưng mà anh ta chấn tĩnh lại, quả thật Đức Phật đang nói chuyện với ta. Và anh ta kể với Đức Phật tất cả những cái câu chuyện mà một thời gian khá dài về trước anh ta đã nhiều lần mong muốn được cúng dường Phật, nhưng mà sợ không dám đến gần Phật, sợ là các dòng dõi sát đế lợi, bà la môn và phệ xá nhìn thấy anh ta đến gần đến Phật, họ chửi, họ mắng, họ đánh anh ta, cho nên anh ta không dám tới. Nay anh ta chung quanh ta chỉ có anh ta với Phật và Chư Tăng, cho nên anh ta mà ở trong cái tình huống tránh cũng không được đó, anh ta làm như vậy. Và Đức Phật khen ngợi, nhận cái nắm cỏ của anh ta, hoan hỷ. Và Đức Phật nói với Tôn giả A Nan và bảo Tôn giả A Nan là: này A Nan, ông có thấy là gì, là anh chàng thanh niên thư sinh này chăng, nhờ vào cái công đức cúng dường Như Lai một nắm hoa này, mà sau khi xả bỏ báo thân, anh ta được sinh lên làm vua của cõi trời Phạm Vương, trải qua hàng trăm ngàn vạn ức đời ở trên đó. Sau khi mãn báo thân ở cõi làm vua cõi trời Phạm Thiên Vương đó, anh ta lại sinh xuống cõi trời Đau Lợi và tiếp tục làm vua ở cõi trời Đau Lợi. Rồi anh ta sinh xuống nhân gian, tiếp tục làm vua ở nhân gian, trải qua hằng hà sa số kiếp. Và tại đó anh ta gặp Đức Phật Di Lặc, hoặc là gặp một Đức Phật trong tương lai, chứ không nói là gặp Đức Phật Di Lặc. Gặp một Đức Phật trong tương lai, và anh ta phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu đạo, chứng đắc thánh quả A-La-Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, nhờ một nắm hoa cỏ dại ở bên đường. Cho nên dựa vào đó
Chúng tôi có thể khẳng định với nhóm Phật tử ở trong đạo tràng này rằng gì? Trong kinh Phật không có quy định là gì? Cúng Phật phải cúng bằng loài hoa nào. Còn ở Phật tử nói rằng xem trên mạng internet họ viết rằng á, cúng Phật là gì? Là không được cúng những loại hoa dùng để tặng cho tình yêu như là hoa hồng. Chúng ta biết có loại hoa nào là quy định cụ thể loại hoa nào là loại hoa tặng cho tình yêu không? Không phải. Không phải hoa hồng là loại hoa chỉ dành tặng cho tình yêu. Mà hoa hồng còn là loại hoa gì? Ví dụ như đại lễ Vu Lan báo hiếu. Hoa hồng còn là biểu tượng của gì? Của cái tấm lòng hiếu hạnh của người làm con. Cho nên mới có một cái bài hát nói về gì? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy bông hồng không phải là bông hoa hồng, không phải chỉ để dành cho đôi tình yêu lứa đôi nam nữ, mà bông hoa hồng còn gì? Ở trong đạo Phật còn được gắn lên ngực áo của chúng ta mỗi khi gì? Mùa Vu Lan báo hiếu tới. Ở trong nhà Phật gì? Bông hồng trắng được cài lên ngực một ai đó thì đó là mang ý nghĩa người đó đã mất cả cha lẫn mẹ và đáng thương thay. Bông hồng đỏ cài lên ngực áo một ai đó mang biểu tượng và ý nghĩa là gì? Bạn ấy đã mất đi một người cha, hoặc rằng là đã mất đi một người mẹ, và chỉ còn có một người bên bạn ấy nữa thôi. Đó, cho nên biểu tượng về tình yêu, như bạn nói là gì? Đạo tràng nói là gì? Biểu tượng bông hoa là biểu tượng của tình yêu, đem tặng tình yêu, và nói là hoa hồng chỉ cũng không đúng là như thế. Và ở đây đi xem bói, bạn đạo tràng này nói nếu đi xem bói thì cái bà đồng lại bảo là gì? Chỉ được cúng hoa hồng. Chỉ được cúng hoa hồng, còn các loại hoa khác là gì? Không được cúng Phật. Cũng không đúng. Đấy chỉ là gì? Là tà kiến, là biên kiến, là thiên kiến. Tà kiến tức là gì? Là cái nhìn thấy không đúng đắn, không chân thực. Biên kiến tức là cái nhìn thấy thiên lệch về một gì? Một bên. Tức là không chuẩn. Cái nhìn gì? Không chuẩn. Cho nên ở đây thành tâm hoa gì cũng Phật cũng được. Thậm chí như nắm qua gì? Nắm hoa dại ven đường Phật gì? Vẫn thọ ký cho người đó làm vua các quái trời. Và đặc biệt là sau này còn gặp các đức Phật trong tương lai, và tu hành thành gì? Thành đạo chứng quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây gì? Điều quan trọng xuất phát từ cái tâm. Cái tâm chúng ta là quan trọng nhất. Tâm thành kính, nương vào bông hoa nào á thì cũng là bông hoa đẹp nhất. Bông hoa sen, bông hoa hồng, bông hoa cúc, bông hoa lan, bông hoa huệ, bông hoa, thậm chí là bông hoa gì? Bông hoa thải lại ở ngoài đường, xin lỗi các quý vị, nó đều là bông hoa tâm đẹp nhất để dâng lên Đức Phật. Bông hoa đó phải được thể hiện qua lòng thành kính và sự tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện của mỗi mỗi Phật tử của chúng ta hàng ngày trong cuộc sống này vậy. Chứ không phải là lúc đến cửa chùa chúng ta dâng gì cái lễ thật to, thật đắt tiền, và mua những gì? Những bông hồng thật quý, hoặc là những bông hoa thật quý, thật đắt tiền thì Phật mới chứng. Không phải đâu. Mà Phật muốn gì? Muốn nhìn thấy những bông hoa, bông hoa giới đức, bông hoa trí tuệ, bông hoa từ bi. Hằng ngày chúng ta gì? Chúng ta làm cho gì? Cho đời, làm cho đạo pháp, và làm cho đời, tức là làm cho dân tộc mình, và làm cho tất cả chúng sinh này á. Bông hoa đó mới là bông hoa gì? Bông hoa mà Đức Phật muốn chúng ta dâng lên để cúng dường Ngài đó. Và mong rằng đạo tràng sau cái câu hỏi này có cái nhìn đúng đắn về gì? Về việc cúng dường Tam Bảo, đặc biệt là gì? Cúng dường Phật, dùng hoa để cúng dường Phật, hương hoa, oản quả vân vân đó, tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Cái điều chính Đức Phật cần tới là cái tâm của chúng ta.
Vì vậy là rất mong đạo tràng chúng ta có cái sự học và sự hiểu đúng đắn với chính pháp của Đức Phật. Đừng có suốt ngày đi xem bói, hoặc là đừng có gì tin những gì trên mạng họ viết là tuyệt đối. Trên mạng bây giờ nó gì, nó lộm cộm lắm, thông tin nó rất là tạp. Chúng ta mà xem nhiều thông tin trên mạng á, chúng ta có thể là gì, không biết đâu để mà lần đó, không biết đâu để mà lần các thông tin trái chiều nhau, rất khó để lần. Thì tốt nhất là thôi, dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tô phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện. Đặc biệt các Phật tử mà có tuổi rồi thì thôi, mạng méo làm gì nữa, một câu A Di Đà Phật, hoặc có thời gian thì gì? Tụng kinh. Không có thời gian nhiều thì một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mà nhất tâm để mà thọ trì đọc tụng, một ngày không xa. Khi báo thân chúng ta hết A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, các ngài hiện đến trước mắt chúng ta, rước thần tiếp rước thần thức chúng ta, trong khoảng một niệm sát na rất nhỏ, rất ngắn thôi, chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào hoa sen gì ở ao Liên Trì chín phẩm mà sinh ra. Hoa nở thấy Phật, vừa thấy Đức Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả ngộ gì, quả vị gì, vô sinh pháp nhận, vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Từ đó tùy theo bản nguyện của mình và thần nương vào thần lực của A Di Đà Phật, trong một khoảng bữa ăn có thể biến khắp mười phương phân thân vô số, thân thừa cúng dường hằng hà sa số các đức Phật khắp trong mười phương, và lại được các đức Phật đấy khen ngợi, giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình gì, được thành Phật trong một kiếp rất gần không xa. Những cái việc làm hoan hỷ như thế, lợi ích như thế chúng ta không làm, để cứ đi thì chạy đông chạy chạy tây rong ruổi, tìm ngược tìm xuôi làm cái gì, đi xem bói xem toán làm gì nữa, cho nó gì, cho nó lo mất của mà lại còn lo vào thân, lang thang trên mạng lắm làm gì nữa, cho nó gì loạn tâm ra. Đấy, có tuổi rồi thì gì, lo tu đi. Đó. Câu thứ ba, đại tràng hỏi là có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, à, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nên có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó gì, nó có thể hơi rắn lên một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì? Có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của, tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á thì có công đức gì, của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì gì? Có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì, giống như ăn trọn cả cây mía vậy. À, còn từng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì, ăn một khúc của một cây mía, không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại gì, dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyển thượng mà không tụng quyển trung quyển hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì, cũng không đến cầm cái tích trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có một phần ba mà không gì, không kính trọng ta cả gì, cả ba phần trọn vẹn? Không có cái chuyện đó. À, cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu giữa và cuối, trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh thì chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu hiểu được hết, vì một cái lý do đặc biệt đó là gì, Phật tử phải
chăm các cháu vào buổi chiều, buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó, thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi, cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả ba quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Không, hoặc là Cố Trưởng lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được. Nghe giảng tâm chúng ta gì? Khai sáng tâm chúng ta, tỏ ngộ, chúng ta hiểu ra, à Phật dạy chúng ta như thế, trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt, mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế, và thầy giảng như thế, chúng ta tin tưởng, học tập và làm theo, thì công đức đấy mới được trọn vẹn. Đó, khuyên Phật tử này thêm như vậy.